Tôi xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xui Xem Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu bạn và anh em đều trục cơ. Trục cơ của anh em gọi trục khỉu, trục cơ trục khỉu. Động cơ là động cơ 4D56 của dòng xe Mitsubishi Chiton và dòng xe Mitsubishi Bayo Sport. Thì chạy máy dầu nhá, đây là máy dầu. Thì con này là 4 máy. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà nó anh em bị hỏng, 4 máy nó sẽ lắp đều tay biên, 1 tay biên, 2 tay biên, đấy, 3, 4 tay biên. Đấy thì là trục cơ. Thì khi mà trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất cái trục cơ này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Cái này nó đòi hỏi độ chính xác rất là cao nhé, gần như là tuyệt đối luôn đấy. Cái cơ khí này thì không thể nào nó sai lệch đến từng gen được. Đấy thì khi anh em nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay, nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.